Hello, chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Cuối tuần trước thì những cái chiếc xe MotoGP đã có cơ hội tung cánh ở trên đường đua Red Bull Ring của nước Áo. Và cuối tuần này những chiếc xe này lại có cơ hội để thi thố sức mạnh của nhau ở trường đua danh tiếng của nước Áo. Tuần trước chúng ta đã có Styrian GP và tuần này chúng ta có Austrian GP. Tên đầy đủ của cái cuộc đua chính thức cuối tuần này đó là Bitsi Motorrad Grand Prix von Österreich. Bitsi là một cái công ty của Thổ Nhĩ Kỳ chuyên quản lý và giao dịch các cái đồng tiền điện tử cryptocurrency. Nhưng mà cái video ngày hôm nay sẽ không nói về Bitsi, sẽ không nói về cryptocurrency, không nói về những cái đồng tiền điện tử, mà chúng ta sẽ nói về những cái hoài vọng, chúng ta sẽ nói về những cái mong đợi và chúng ta sẽ nói về những cái đáng tiếc trước cái chặng đua Austrian GP cuối tuần này. Vâng, thưa các bạn, khi mà MotoGP nghỉ hè 5 tuần liên tiếp, chúng ta mong ước là MotoGP sẽ trở lại. Nhưng mà khi MotoGP trở lại, chúng ta có hai cái chặng đua liên tiếp ở cùng một cái sân đua. Và trong 2 tuần vừa rồi thì mình chìm đắm trong những cái bài phân tích, những cái bình luận, những cái nghiền ngẫm về cái chặng đua vừa rồi và cái chặng đua sắp tới vào cuối tuần này. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi và ngày mai thì những cái chiếc xe MotoGP lại tung cánh ở Red Bull Ring. Vâng, thưa các bạn, tuần trước chúng ta đã chứng kiến một cái chiến thắng cực kỳ ngoạn mục của Jorge Martin, một cái tay đua mới lên chơi ở MotoGP, một cái tay đua mới chỉ có 5,5 chặng thi đấu ở MotoGP, nhưng mà anh ấy đã thể hiện một cái đẳng cấp rất cao khi mà trước cái sức tấn công mãnh liệt của Juan Mir thì Jorge Martin vẫn trụ vững và mang về chiến thắng đầu tiên cho Pramac Ducati. Đó là một cái chiến thắng mà Pramac đã mong chờ trong suốt nhiều năm qua, trong suốt cái khoảng thời gian mà họ tham dự MotoGP. Và điều này càng đặc biệt hơn nữa khi mà cái chiến thắng này được thực hiện bởi một cái tân binh như là Jorge Martin. Có lẽ Johann Zarco sẽ cảm thấy rất là buồn khi mà anh ấy vẫn chưa thể mang về cái chiến thắng cho Pramac Ducati, khi mà cái phong độ từ đầu mùa đến giờ của Johann Zarco rất là tốt, nhưng mà ở Johann Zarco vẫn còn thiếu một cái gì đó để mà có được một cái chiến thắng đầu tiên cho Pramac Ducati. Và cái thiếu đó thì Jorge Martin đã khỏa lấp. Và chủ nhật tuần vừa rồi, Jorge Martin đã làm rất tốt công việc của mình, mang về cái chiến thắng đầu tiên cho Ducati, mang về cái chiến thắng Pramac Ducati nha các bạn, không phải là Ducati Factory, mang về cái chiến thắng đầu tiên cho bản thân mình, mang về cái chiến thắng đầu tiên cho một cái tay nài rookie như là Jorge Martin. Phải nói là quá tuyệt vời các bạn ạ. Sau cái chặng đua đó thì có rất là nhiều người hoài nghi về cái phong độ, hoài nghi về cái đẳng cấp của Jorge Martin, nhưng mà mình tin vào người trẻ, mình tin vào lớp trẻ các bạn ạ. Mình á, tóc bạc rồi, nhưng mà mình phải nói là mình tin vào những cái con người của tuổi thanh xuân, mình tin vào con người của những cái mình tin vào những cái con người trong độ tuổi 20 của họ. Đó là tuổi thanh xuân đẹp nhất, đó là tuổi mà họ có thể làm nên những cái điều kỳ diệu. Cho dù cái chặng tiếp theo hay là những cái chặng tiếp theo nữa, Jorge Martin không có thể hiện được cái đẳng cấp như mà anh ấy đã thể hiện ở cái chặng đua Styrian GP, nhưng mà ở Jorge Martin mình thấy được cái sự trẻ trung, mình thấy được cái sự dũng cảm, mình thấy được cái niềm vui khi mà anh ấy giành chiến thắng. Và anh ấy mang đến rất nhiều niềm vui cho những con người ở trong Pramac Ducati đó các bạn ạ. Phải nói là một cái chiến thắng đầy cảm xúc, và chính cái chiến thắng của Jorge Martin đã gợi lên, đã động viên, đã làm cho cái khí thế của Pramac Ducati lên cao. Và mình cũng không biết là sắp tới với cái cảm xúc dâng cao như thế này, với cái lòng nhiệt huyết được bơm đầy như thế này, thì họ còn có những cái chặng đua đầy cảm xúc như thế này nữa hay không. Chúng ta cứ chờ xem, chúng ta cứ chờ những cái con người của tuổi đôi mươi làm nên những cái điều kỳ diệu. Nếu chúng ta nói về những cái điều kỳ diệu thì chúng ta cũng nói về những cái điều thất vọng. Tuần trước thì Jack Miller và Francesco Bagnaia của Ducati Factory phải tự cảm thấy xấu hổ với cái màn trình diễn của mình ở Austrian GP. Jack Miller đã thừa nhận là anh ấy đã ném đi cái cơ hội giành chức vô địch ở mùa giải này khi mà cái sai lầm không đáng có một chút nào cả. Thực sự là không đáng có một chút nào cả các bạn à. Đường dài mới biết ngựa hay, nhưng mà Jack Miller đã quá phung phí cơ hội. Sau cái màn trình diễn tồi tệ ở đầu mùa giải này thì Jack Miller trở lại với hai cái chiến thắng liên tiếp cho Ducati, nhưng mà từ đó phong độ của Jack Miller vẫn rất là phập phù, không có được cái sự ổn định như là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Fabio Quartararo hay là Juan Mir. Mà Jack Miller có những cái chặng đua rất là phập phù, có những cái chặng đua rất hay, nhưng mà có những cái chặng đua phải nói là không thể nào chấp nhận được đối với một cái tay nài đang chạy cho một cái đội đua Factory. Mình vẫn thấy Jack Miller thiếu một cái gì đó để mà làm nên những cái điều kỳ diệu, làm nên những cái to lớn, làm nên những cái điều vĩ đại cho Ducati.
Tương tự như vậy đối với Francesco Bagnaia. Bagnaia là một cái tay đua thông minh, một cái tay đua tài năng. Nhưng mà mình không hiểu tại sao những cái vận đen, những cái sự không may mắn, những cái liên quan đến rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau á, lại ảnh hưởng đến cái thành tích chung của Bagnaia. Ở cái cuộc đua đầu tiên Styrian GP á, trước khi mà cờ đỏ được phất lên á, thì Bagnaia xuất phát rất là tốt. Sau đó khi mà tái khởi động lại cái chặng đua thì Bagnaia không còn được cái tốt như là chặng đua thứ nhất nữa. Chúng ta thấy là với cái thành tích hiện tại, với cái phong độ hiện tại thì Jack Miller và Francesco Bagnaia không thể nào mà nghĩ về chức vô địch thế giới khi mà thi đấu như vậy cả. Rồi như trong video lần trước mình nói, cái người chiến thắng thực sự trong cái buổi đua Styrian GP đó là Fabio Quartararo. Quartararo tìm được cái điều kỳ diệu ở chiếc Yamaha IZR-M1 khi chạy ở Red Bull Ring. Red Bull Ring chưa bao giờ là một cái trường đua yêu thích của đội quân Yamaha, nhưng mà Quartararo với cái tài năng của mình, với sự giúp đỡ, với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật trong team của mình thì đã tìm được một cái gì đó đặc biệt để mà về đích ở vị trí thứ 3 và nới rộng cái khoảng cách lên với người thứ 2 tới 40 điểm. Quartararo ở cái chặng đua Austrian GP, ở cái chặng đua vào cuối tuần này có thể là tiếp tục với cái chiến lược như vậy để mà giảm thiểu thiệt hại tối đa trước khi mà nghĩ đến những cái chặng đua yêu thích của mình, chẳng hạn như là ở Silverstone hay là ở những cái trường đua khác. Một cái tay đua mà gây ấn tượng lớn nhất đối với mình ở Styrian GP á, ngoài Jorge Martin, đó là Brad Binder của KTM. Từ vị trí thứ 16 thì Brad Binder đã về đích ở vị trí thứ 4. Quá tuyệt vời không các bạn, đã giữ thể diện cho KTM. Và chúng ta tiếp tục hy vọng là tuần này thì Brad Binder sẽ có một cái chặng đua đàng hoàng, có một cái chặng đua tốt hơn, chạy phân hạng chuẩn hơn nữa, chạy phân hạng với cái thứ hạng cao hơn nữa, để không phải là bơi từ vị trí thứ 16 lên vị trí thứ 4. Trong khi đó thì Miguel Oliveira đã gặp phải một cái chấn thương không đáng có một chút nào cả. Và những cái ngày vừa qua là một cái khoảng thời gian rất quý giá để mà Miguel Oliveira có thể lấy lại được cái sự khỏe khoắn của cái cổ tay của mình, để mà vặn ga chiếc RC16, đưa chiếc RC16 đến với cái vị thế mà nó vốn có ở trường đua Red Bull Ring, cái sân được xem là sân nhà của KTM. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua Honda. Cuối tuần vừa qua thì Honda có một cái tâm trạng hết sức là rối loạn, rối bời. Tại vì Nakagami là cái tay đua chạy tốt nhất của Honda vào ngày Chủ nhật về ở vị trí thứ 5. Trong khi đó thì Marc Marquez, tay đua chính của Repsol Honda, về ở vị trí thứ 8. Còn Pol Espargaró và Alex Marquez thì mình lại không có nhớ rõ nữa. Mình nhớ là Alex Marquez về trong top 10, hình như là về vị trí thứ 9. Còn Pol Espargaró thì mình cũng không có để ý lắm. Nói chung là Honda có rất là nhiều cái cảm xúc trái ngược ở Styrian GP. Cho nên là cuối tuần này thì họ sẽ cố gắng là đạt một cái thành tích tốt hơn nữa. Có thể là ở trên bục trao giải, Marc Marquez ngoài cái chuyện va chạm với Alex Espargaró thì anh ấy cũng mong muốn là sẽ chứng tỏ mình ở cái sân đua Red Bull Ring này. Rồi bây giờ chuyển sang Juan Mir. Trong những cái video lần trước thì mình đã nói rất là nhiều về Suzuki và Juan Mir rồi. Mùa giải chỉ thực sự bắt đầu với Juan Mir khi mà cuộc đua tuần trước kết thúc, khi mà anh ấy về ở vị trí thứ 3. Và với cái thiết bị điều chỉnh độ cao của chiếc GSX RR thì Juan Mir có thêm một cái món đồ chơi để mà thi thố với các cái tay nài khác ở MotoGP. Chúng ta hãy chờ xem một cái màn trình diễn đỉnh cao nữa của tay đua số 36 đến từ đội đua Team Suzuki X-Star. Còn Alex Rins thì mình không có để ý đến Alex Rins tuần trước quá nhiều, nhưng mà mình cũng hy vọng là Rins sẽ có một cái chặng đua ấn tượng vào cuối tuần này. Còn nhắc đến Aprilia thì chúng ta chỉ nhắc đến cái sự thất vọng, ngoài cái chuyện là Lorenzo Salvadori tung vào chiếc xe của Dani Pedrosa thì chúng ta thấy là những cái sự cố kỹ thuật đã buộc Alex Espargaró phải nghỉ sớm, phải về khu vực kỹ thuật sớm, không có hoàn thành được cái chặng đua. Nhưng mà liệu Aprilia có khắc phục được những cái sự cố này để mà mang đến những cái tia hy vọng cho những cái tay nài của họ hay không? Đó là tất cả những cái mong đợi, tất cả những cái thất vọng, tất cả những cái hy vọng, tất cả những cái mong chờ cho Austrian GP vào cuối tuần này, GP nước Áo. Rồi, nếu các bạn có cái dự đoán gì, các bạn có suy nghĩ gì về cái chặng đua vào cuối tuần này thì các bạn hãy để ở trong cái phần bình luận của cái video này. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào sáng Chủ nhật để mà dự đoán
tay đua nào sẽ có cơ hội giành chiến thắng ở Austrian GP, GP nước Áo. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn đừng quên nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ và nhấn nút đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.